Vâng, xin chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Sạch Đồ Thị. Thời tiết này là quá đẹp để chúng ta diện ghi lê. Hôm nay chúng ta sẽ đồng giá ghi lê với các mẫu ghi lê kaki là giá 350k, còn ghi lê gió là 250k. Chúng ta sẽ bắt đầu vào clip luôn nha. Ok, dành cho quý anh chị nào lần đầu tiên nghe đến kênh Sạch Đồ Thị thì hãy nhớ rằng subscribe, đồng thời là chúng ta bấm thêm nút chuông thông báo bên dưới để mỗi lần Sạch Đồ Thị ra clip mới sẽ chủ động gửi cho quý anh chị. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào clip với những cái mẫu áo ghi lê khác nhau. Ví dụ như là con em Sạch đang mặc này rất là đẹp này. Chúng ta sẽ bắt đầu vào clip luôn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một sản phẩm của áo đỏ. Với sản phẩm này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã B1. Mã B1 của chúng ta là một chiếc áo dài 62 ngang 53. Với những cái mẫu áo ghi lê này thì em Sành Đồ Thị cũng rất là khó để đặt size cho mọi người, nên mọi người để ý cái bảng bên cạnh này sẽ có tất cả những thông tin về chiều dài, chiều rộng khác nhau chúng ta lựa nhé. Còn về size thì ghi lê nó cũng rất là khó để mình biết size, nên là chúng ta cứ để ý cái chiều dài cũng như là cái bề ngang chúng ta đặt những cái món hàng chúng ta thích nhé. Con này là của outdoor này quý vị này. Con này có rất nhiều túi khác nhau và chất liệu của nó thì chắc chắn rồi. Đây là một cái chất liệu bên ngoài họ làm bằng poly, rất là chắc chắn, rất là bền. Mùa này quá đẹp để chúng ta diện một vài những chiếc ghi lê khác nhau để chúng ta đi ra ngoài cho nó phối hợp nhé. Tiếp theo, sản phẩm tiếp theo là chúng ta có một con hàng khác. Đây là một con của dáng dấp của Ami. Con này là hàng, một con hàng đến từ chúng ta là cái form hàng nhé. Với chiếc này chúng ta sẽ có chiều dài là 66, bề ngang là 58. Đây, tất cả những cái mẫu áo ngày hôm nay thì với những chiếc mẫu kiểu như này chúng ta đều đồng giá là 350k. Với những cái mẫu áo ghi lê về chất liệu đó là chất liệu kaki cũng như là chất liệu poly khác nhau, chúng ta sẽ đồng giá là 350k, đã bao gồm phí ship rồi ạ. Và như anh chị nào chúng ta muốn đặt hàng thì chúng ta liên hệ với Sành Đồ Thị qua Zalo 0337707398. Mẫu tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với mã B3. Mã B3 chúng ta là một con của Zip này. Với con này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì chiều dài chiếc này là 56, bề ngang chiếc này là 54. Con áo này thì với những anh chị nào chúng ta thích cái dòng Zip thì có thể lựa qua những sản phẩm này. Đây là bề mặt đằng sau của chiếc áo này nhá, mặt đằng sau. Con này thì em Thành thấy là đoạn này đã bị gãy khóa rồi, nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng quá nhiều với chất liệu của con áo này. Con áo ok, đẹp. Với mã tiếp theo chúng ta đến với mã B4. Mã B4 của chúng ta thì cùng nhau đến một con của Zip Cool này. Con này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là một chiếc áo họ làm với những cúc rất là ngon luôn, quá IKK. Đây là mặt đằng sau của chiếc áo, còn đây là mặt đằng trước. Đây là mã B4 nhé. Con áo này của chúng ta sẽ có chiều dài 57, bề ngang 51 nhé. Với những cái mẫu áo ghi lê thì quan trọng nhất là quý vị chúng ta căn cái bề ngang để phù hợp với mình. Còn cái chiều dài đôi khi mà chúng ta mặc ghi lê thì nó có thể cao hơn, thấp hơn là tùy mọi người, nên mọi người để ý cái bề chiều dài nhé. Chiều dài là 57, bề ngang 51 với chiếc mã B4 này. Với mã tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một cái sản phẩm khác của Bad Review Polo Club này. Với con này chúng ta sẽ có cái dòng kaki. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã B5 của con áo này, là chiều dài 67 với bề ngang là 57. Con áo này thì đều áo đồng. Một chiếc áo của Bape Hill Polo Club. Với chiếc này chúng ta sẽ có mặt đằng sau, nó là mặt trơn như thế này, và đồng thời lại có thêm hai chiếc dây đây nữa, để quý vị nào chúng ta thích thì gắn thêm ở đây, chúng ta căng làm giảm bớt cái bề ngang của chiếc áo này. Mã tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một sản phẩm khác của outdoor mặt đà. Với con này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì con này chúng ta sẽ tính cái bề ngang, đó là cái bề ngang tuyệt đối của phần dưới nhé. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã B6 với rất nhiều những cái túi như thế này. Đây là một chiếc áo chiều dài 55 và bề ngang là 60. Con áo này thì chúng ta sẽ mặc cao hơn thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, như anh chị nào chúng ta ngày hôm nay thích lựa ghi lê thì có rất nhiều cái mẫu ghi lê đẹp. Và có một vài những sản phẩm là trước Sành, em Sành đã lên clip cho mọi người rồi, nhưng mà thời tiết nó thật sự chưa phù hợp để chúng ta diện. Thì đợt này chúng ta lại lựa rất nhiều những mẫu dành cho bản thân mình với mức giá là 350k với những sản phẩm ghi lê như thế này, và 250k với mức sản phẩm đó là những chiếc gió. Và trong mức giá đã bao gồm phí ship thanh toán trước mình đã Sành đầu tiên rồi. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến mã B7. Con áo này là một chiếc áo chiều dài 57, bề ngang 51 anh chị nhé. Mã B7 chúng ta cũng là một sản phẩm rất là đẹp này. Rất đẹp, một con Korea luôn. Với chiếc này chúng ta sẽ có cái màu xanh nhé.
và mặt đằng sau cũng là cái mặt trời. Và đặc biệt con này thì còn có rất nhiều túi nữa. Nói chung thì những chiếc Zile luôn luôn là những chiếc rất nhiều túi. Anh chị ở các lượng ở Zile thì hôm nay thực sự luôn là rất nhiều Zile cho một người lượng. Tiếp theo có một con của The North Face. The North Face, nhưng mà con này không phải The North Face nhé, The North Face này. Con này thì đây là một thương hiệu khác. Nó giống như kiểu dạng là những cái thương hiệu khác nhau thôi, chứ không phải là con này fake của The North Face. Với chiếc này chúng ta sẽ có rất nhiều túi nữa anh chị. Con này màu thì cũng khá là đẹp, con này đúng kiểu là màu lính, màu rất đẹp luôn. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã B8. Con áo này là một chiếc áo chiều dài 59, bề ngang 53. Anh chị nào chúng ta phù hợp với con này có thể lựa cái mẫu này nhé. Em Sành Đồ Si thấy rằng là những cái mẫu này đa phần là rất là dễ mặc, nên mọi người để ý cái bảng bên cạnh này sẽ có những cái thông tin cần thiết. Còn áng chừng cân nặng thì đôi khi là áng chừng rất là khó, riêng với Zile như thế này. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với con màu Zile lính Việt Nam. Với con này chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin, và đặc biệt con này rất là chắc chắn và rất là bền. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau ạ. Đầu tiên thì đây là mã B9. Con áo này là chiều dài 65, bề ngang 53. Với con áo này thì đây là một chiếc áo mà có rất nhiều những cái chi tiết hay ở trên con áo này. Thứ nhất là từ chất liệu con này cực kỳ bền luôn. Và thứ hai là những cái khóa họ làm rất là to, túi cũng rất là dày luôn ạ. Mã tiếp theo lại có một con zip nữa. Với con zip này thì chúng ta sẽ có với một con zip QI. Với con này chúng ta sẽ có rất nhiều túi ở phía bên dưới nữa. Và đặc biệt thì con này cũng cực mớ luôn, còn nguyên tác luôn ạ. Và đây là một chiếc áo chiều dài 70, bề ngang 61 đấy. Với chiếc này thì em Sành hứa hẹn rằng là mọi người mặc tiết trời này, bác nào thích đi câu cá thì gọi là hết sảy luôn. Và bác nào thích đi đóng xe hoặc là đơn giản là mặc đi đánh cờ thì con này quá chiến luôn ạ. Tiếp theo thêm một sản phẩm nữa của Zonome này. Với con này thì chúng ta cũng có cái kiểu thiết kế nó khá là hay. Đây là mã B12 anh chị nhá. Con này là một chiếc áo chiều dài 63, bề ngang 58 này. Con này cũng quá là ngon nhẹ và ok luôn ạ. Với chiếc này thì như anh chị nào chúng ta thích cái kiểu màu lính thì hôm nay rất nhiều sản phẩm kiểu như vậy. Tiếp theo anh chị nào chúng ta thích đi chụp ảnh, có một con Canon cho mọi người lựa đây. Con này nếu mà có một điều hơi buồn đó là có một cái vết xước ở đây. Còn lại tất cả mọi chi tiết trên con này, từ giáp riêng các thứ thì con này quá là ngon và chuẩn chỉ của một con Canon. Để cho anh chị ở chúng ta thích những cái dòng kiểu đi chơi, đi phượt hay là thích chụp ảnh các thứ thì để lựa những cái mẫu này, quá là ngon nè luôn. Túi rất là dày cộp nhé, túi con này dày cộp hơn ạ. Chiếc này là mã B13, con áo này chiều dài 61, bề ngang là 57. Con áo này thì mặc quá là đẹp luôn. Dù anh chị có mặc cao hơn một chút lên ngực này hoặc là mặc thấp hơn thì mấy mẫu Zile kiểu này vẫn luôn là rất là chất lượng. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một chiếc áo cổ xanh thẫm này. Với con này chúng ta cũng sẽ có những cái thông tin rất là đẹp luôn ạ. Với chiếc này chúng ta sẽ có một con áo mới 99%. Con này thì cực mới luôn. Tất cả những chi tiết trên con áo này thì rất là đẹp và ngon nghe. Ok. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã B14. Con áo là chiều dài 59, bề ngang là 49. Với những chiếc áo kiểu như này thì em Sành cũng không có gì tư vấn nhiều về cân nặng, mà chủ yếu là mọi người chúng ta xem những chi tiết ở trên con áo này ở trực tiếp đây. Và chúng ta để ý cái bảng bên cạnh này sẽ có những thông tin cần thiết cho quý vị để lựa chiếc áo nguyên đề phù hợp với bản thân mình. Tiếp theo thì có thêm một cái mẫu khác nữa. Con này thì rất tương đối là nặng nhé. Con này tương đối là nặng, cái kiểu thiết kế nó cũng na ná tương tự như mấy con kia thôi. Nhưng mà được cái thêm một chỗ nữa là mấy cái con này thì nó rất là dày và chất con này chất đa kê. Đây là mã B15 nhé, con áo này là size size con này thì tương đối là khó, nó ra động size M, chiều dài chứ phải 61, bề ngang 52. Quan trọng với cái mẫu này thì anh chị nào mà chúng ta thấy phù hợp với mình thì cứ lựa thôi nhé. Tại vì ghi lên lựa tương đối là khó. Tiếp theo là thêm một con polo cho anh chị lựa này, một con polo cho anh chị lựa này. Với con này chúng ta sẽ có thiết kế kiểu đơn giản như thế này, chất poly. Với chiếc này chúng ta sẽ có hai túi ở hai bên, hai túi ở trên nữa. Đây là mã B10, đây là mã B10 thưa anh chị. Với chiếc này chúng ta sẽ có một chiếc áo mà chiều dài chiếc này đó là 58, bề ngang 52. Con này chất poly đơn giản đơn thuần thôi. Và qua những cái mẫu vừa rồi chúng ta cùng nhau chuyển qua những cái mẫu áo gió khác nhau. Với con này chúng ta có một chiếc của Colombia này. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau thưa anh chị. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã B16. Con áo này là chiều dài 65, ngang là 58. Một con áo quá đẹp luôn. Ở trên này họ ghi là size L. Thì anh chị chúng ta mặc vừa size L thì có thể ok và mặc những cái sản phẩm kiểu như thế này.
Qua sản phẩm Colombia vừa rồi, chúng ta cùng nhau chuyển qua những sản phẩm khác với mức giá là 250k với các chất liệu là gió ở kiểu rất thể thao nhé. Mã B17 chúng ta là một chiếc áo đến từ thương hiệu là Montblanc. Với thương hiệu này thì anh chị chúng ta thích khám phá kiểu leo đồi, leo núi thì nên lựa những sản phẩm này. Kiểu mấy dòng Montblanc này nó làm rất là bền luôn đấy. Mặt đằng sau là cái mặt lưới thôi, còn mặt đề là mặt đằng trước. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã B17, chiều dài là 62, bề ngang là 54. Và anh chị vừa cái kích thước này thì có thể là lựa những cái mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Rất nhiều những mẫu áo gió, mẫu áo gió ghi lên nhau với mức giá 250k. Tiếp theo thì có thêm một con của Elle nữa. Với con này của Elle thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã B18. Con áo này thì size nó rơi size M, chiều dài là 65, bề ngang 53. Anh chị nào chúng ta vừa cái thông tin này thì có thể lựa nhé. Với kinh nghiệm của em dành riêng về những cái mẫu áo gió này thì con này dao động cho những anh chị nào chúng ta án chừng khoảng 65kg có thể mặc ok. Tiếp theo thì có một cái sản phẩm Dunlop này. Anh chị nào chúng ta biết đến thương hiệu Dunlop này thì luôn biết rằng là Dunlop bản thân của nó ban đầu nó là một trong những cái thương hiệu làm lốp rất là nổi tiếng. Chính vì thế nên là các sản phẩm của họ thì mang tính chất là bền, bỉ. Và anh chị nào chúng ta thuộc cái dòng là ăn chắc mặc bền thì có thể lựa những cái sản phẩm của Dunlop nhé. Quá, con này quá là nét luôn á. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã B19. Con áo này chiều dài 64, bề ngang là 56, bề ngang là 56 thôi anh chị. Với con này thì anh chị nào chúng ta trong cái khoảng là 65 cho 70kg có thể mặc ok cái sản phẩm của con rất là mới của Dunlop. Mã tiếp theo của chúng ta thì cùng nhau đến với một con của Elle nữa. Con này khác, một con khác của Elle này anh chị này. Với con này chúng ta sẽ có các bề các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã B20 nhé. Con áo là chiều dài 68, bề ngang 51. Với con này thì đáng chừng cho anh chị nào khoảng 65kg thì có thể mặc đẹp và mặc ok tùy theo cách phối của mọi người. Và eo này rất là mới. Và dòng nổ nổ một tí thì có The North Face này. Con này của The North Face, nhưng mà con này màu sắc có vẻ sợ rằng anh chị phối không được thôi, chứ con này đi làm quá đẹp luôn rồi. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là một chiếc áo mà mã B21, chiều dài 65, bề ngang là 50. Con này thì áng chừng cho anh chị nào chúng ta khoảng 65-70kg có thể mặc ok. Tiếp theo thì có thêm một cái sản phẩm khác nữa. Con này của Sparring, đề thương hiệu của Mỹ anh chị nhé. Với chiếc này chúng ta sẽ có cái dòng chữ Sparring chạy bên này. Và đây cũng là một chiếc di lê khá là ok. Ở dưới họ là bo chun như thế này. Đây, nhìn qua tổng quát của con này một chút nhé. Với chiếc này chúng ta sẽ có cái cúc họ dùng ở trên này. Trong trường anh chị không dùng là có thể là chúng ta có, họ cho chúng ta cái dòng cúc đo cúc bấm. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã B22 với cái bề ngang chiều dài 67, bề ngang 52. Con này thì áng chừng cho anh chị là chúng ta khoảng 65kg, 70kg có thể mặc ok. Con này thuộc cái nhánh là Sparring Gold này. Sparring là thương hiệu của Mỹ anh chị nhá. Với anh chị ở chúng ta thích Nike thì có một con Nike nhờ màu hồi sáng này thì liệu rằng anh chị có phối được không? Nếu mà anh chị phối được thì có thể nghe những cái thông tin về con áo Nike này như sau. Đầu tiên thì đây một con Nike chính hãng, đấy là cam kết của bên phía sành đồ thi trước. Và chiều dài chiếc này là 74, bề ngang 59, đây là mã B23. Vẫn cam kết tất cả các sản phẩm sành đồ thi bán luôn là những sản phẩm chính hãng anh chị nhé. Con này thì cũng còn rất là mới, một con hàng của Nike chất lượng luôn ạ. Mã tiếp theo chúng ta cũng là một con của Nike nữa, nhưng mà con này thuộc cái nhánh Nike Gold. Nike Gold thì nó sẽ như thế này chị, cái tag của họ sẽ làm có thêm hai cái gậy cái gold nữa. Với chiếc này ở phía dưới thì họ làm cái phần chun bo kiểu na ná kiểu như vậy. Với chiếc này chúng ta sẽ có, đây là mã B24. Con áo này là chiều dài 70, bề ngang 57 anh chị nhé. Con này thì trên này họ ghi là size L. Thì anh chị nào chúng ta mặc vừa size L thì có thể lựa cái mẫu này của Nike nhé. Mã tiếp theo chúng ta thì cùng nhau đến với một sản phẩm khác của Gio, của Valentino này, thuộc cái nhánh là Gianni. Con này thì cũng rất là chất lượng rồi. Anh chị nào chúng ta thích Valentino hoặc là vừa xài con này thì lựa con này nhá. Đây cũng là một trong cái sản phẩm rất là ok. Đó, cái phần chun ở dưới thì họ được tầm như này, hơi đứt đoạn một tí nhưng mà không sao, so tổng quát con áo này còn rất là ok. Và đây là một chiếc áo mã B25 nhé. Con áo này chiều dài 62 này, bề ngang chiếc này 52. Với cái khoảng này thì em Thành nghĩ rằng là anh chị là vừa size M thì mặc ok cái sản phẩm này. Đó, một con của Gianni Valentino rất là đẹp.
Mã B26 của chúng ta đã cùng nhau đến với một cái sản phẩm của VIP Playboy. Với con này chúng ta sẽ có các thông tin như sau để cho anh chị lựa đây. Đầu tiên thì đây là mã B26, con áo này là chiều dài là 63, bề ngang chiếc này là 53. Con áo này thì sẽ rơi và size M nhé, trên này họ ghi size M thì sẽ phù hợp với anh chị nào chúng ta khoảng 65kg sẽ mặc vừa chiếc này nhé. Bề mặt bên trong con này thì còn có thêm túi nữa, còn có thêm túi nữa ở phần này. Và anh chị nào chúng ta trong khoảng 65 thì có thể lựa con này của VIP Playboy. Đây là mã B26. Và mã B26 cũng là mã cuối cùng trong cái sản phẩm clip của chúng ta ngày hôm nay. Rất là cảm ơn anh chị nào chúng ta đã ghé đến clip nhạt nhẽo này. Và chúc anh chị là sẽ có nhiều sức khỏe và có những giây phút tuyệt vời bên người thân và gia đình. Thành Đồ Xi nhắc lại là Thành Đồ Xi, chúng ta sẽ chốt đơn mức giá là 250k với những cái sản phẩm đó bình thường, còn 350k với những cái mẫu sản phẩm mà Zinley Kaki. Và những anh chị nào chúng ta chưa theo dõi kênh Sành Đồ Xi thì nhớ theo dõi kênh Sành Đồ Xi. Chúng ta sẽ chốt đơn qua Zalo 0337707398 nhé. Rất là cảm ơn anh chị và chúc anh chị sẽ có nhiều phút giây tuyệt vời bên người thân và gia đình. Sành Đồ Xi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở clip tiếp theo.